Tôi xin được cảm ơn ban giải đáp rất là nhiều ạ. Tôi xin được chuyển qua câu hỏi thứ 17 và cũng là câu hỏi cuối cùng của tôi. Kim Thân Phật trở về Phật giới không về một mình được, mà phải do một vị Kim Thân Phật lớn dẫn về với đầy đủ trang bị thì mới trở về Phật giới an toàn được. Chớ đi với tốc độ di chuyển là 1.200.000 cây số trong một giây thì không có Kim Thân Phật nào cầm nắm khối công đức trong tay bay trong ống trung tâm vận hành luân hồi trở về Phật giới được. Xin thưa, vị Kim Thân Phật lớn sẽ được trang bị những gì để khi dẫn Kim Thân Phật siêu nhỏ vào ống trung tâm vận hành luân hồi được an toàn trở về Phật giới ạ? Tôi là Thiền Gia Anh Tuấn, thành viên ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu, xin giải đáp câu hỏi số 17 của chị Phan Nữ Ngọc Xuân. Phần này là do các vị Phật trợ giúp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thực hiện. Trước khi vào trung tâm vận hành luân hồi để trở về Phật giới, thì vị Phật trợ giúp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm các việc như sau. Việc đầu tiên là bóc lấy Kim Thân Phật siêu nhỏ của Phật gia ra ngoài trung ấm thân, cho vào bọc dung nạp nhỏ thứ nhất. Việc thứ hai, lấy hạt công đức của Phật gia tìm được ra ngoài trung ấm thân, cho vào bọc dung nạp nhỏ thứ hai. Việc thứ ba, lấy hạt nghiệp phước đức dương của Phật gia tìm được ra ngoài trung ấm thân, cho vào bọc dung nạp nhỏ thứ ba. Cái việc thứ tư, lấy hạt nghiệp phước đức âm của Phật gia tìm được ra ngoài trung ấm thân, cho vào bọc dung nạp nhỏ thứ tư. Lúc này trong trung ấm thân của Phật gia không còn sự sống của Kim Thân Phật siêu nhỏ, mà chỉ còn là thân điện từ âm dương, trong đó còn lại hạt nghiệp ác đức. Vị Phật trợ giúp Đức Phật Thích Ca mới thả trung ấm thân trở lại trái đất, tự tan rã thành điện từ âm dương, hòa nhập vào điện từ âm dương của trái đất. Sau cùng, vị Phật trợ giúp Đức Phật Thích Ca mới lấy hạt dung nạp lớn, cho bốn bọc dung nạp nhỏ này vào bọc lớn, rồi cột vào thân của vị Kim Thân Phật lớn của mình, đi vào ống trung tâm vận hành luân hồi trở về Phật giới. Câu hỏi của chị rất hay, xin mời chị hỏi tiếp. Dạ, xin cảm ơn tất cả các vị trong ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu rất là nhiều ạ. Những câu trả lời rất là hay, thuận lý và khoa học, giúp cho tôi và nhiều người được hiểu rõ thông hơn về pháp môn đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam là tinh hoa của cả nhân loại. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe đến tất cả quý vị ạ. Sen một nở tại Linh Sơn. Sen hai nở ở Yên Sơn nước Rồng. Sen ba nở chùa Thiền Tông ở tại đất Rồng của tỉnh Long An.